Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Phụ nữ Hưng Yên thời đại mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tối nay thứ Hai ngày 19 tháng 6, ngoài phần tin, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự Phụ nữ Hưng Yên chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhận thấy trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã thành lập mô hình Hũ Gạo Tình Thương. Đến thời điểm hiện tại, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ đã vận động cán bộ hội viên phụ nữ quyên góp, ủng hộ để xây dựng duy trì hiệu quả hoạt động của trên 220 mô hình Hũ Gạo Tình Thương tại trên 220 chi hội phụ nữ. Hàng tháng từ mô hình Hũ Gạo Tình Thương, tổ chức hội đã trao tặng gạo cho các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ từ 10 đến 20 kg gạo. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục lan tỏa và nhân rộng nhiều hơn mô hình kể trên. Dù thành lập chưa lâu, câu lạc bộ Mẹ Chồng Nàng Dâu xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các thành viên, góp phần giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống mẹ chồng nàng dâu, nhân lên sự cảm thông chia sẻ, động viên nhau vươn lên trong cuộc sống. Do chưa thực sự thấu hiểu, cảm thông, nên trước đây mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu của một số gia đình trong xã vẫn xảy ra. Để gắn kết giải quyết mâu thuẫn, tháng 10 năm 2020, câu lạc bộ Mẹ Chồng Nàng Dâu được thành lập với 30 thành viên, trong đó có 7 cặp mẹ chồng nàng dâu, còn lại 16 thành viên là mẹ chồng. Ban chủ nhiệm đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, duy trì sinh hoạt một tháng một lần. Trong các cuộc sinh hoạt, ngoài tuyên truyền các chủ trương, chính sách, còn chia sẻ trao đổi về cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, đồng thời nắm bắt tâm tư của hội viên. Trên cơ sở đó, phân tích cái đúng cái sai của từng người. Nhờ đó các nàng dâu hiểu mẹ chồng hơn, các bà mẹ tôn trọng quyết định của con dâu, mọi người sống hòa thuận, vui vẻ, tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống gia đình. Câu lạc bộ Mẹ Chồng Nàng Dâu này thì em thấy rất là hữu ích, thực tế. Như bản thân gia đình nhà em thì em thấy mẹ con chia sẻ được nhiều hơn và gần gũi nhiều hơn. Bốn thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà nhưng họ vẫn giữ được sự chan hòa, đầm ấm và hạnh phúc, được người dân trong thôn xóm khâm phục, quý trọng. Để làm được như vậy, có sự đóng góp không nhỏ của chị em phụ nữ, những người giữ lửa trong gia đình. Gia đình bà Trưa, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ hiện có 4 thế hệ với 7 người cùng chung sống vui vẻ trong một gia đình, gồm mẹ chồng, vợ chồng bà và các con cháu. Có được mái ấm như vậy, bà Trưa cho biết bản thân bà là người phải gương mẫu đi đầu trong việc hoàn thành tốt trách nhiệm của người con dâu, thiên chức của người vợ, người mẹ, người bà. Để làm được điều đó, ngoài tham gia công tác xã hội, đảm nhận trên một mẫu cây ăn quả tăng thu nhập cho gia đình, bà Trưa ý thức được sự phát triển của xã hội, nhu cầu thực tế của từng thành viên trong gia đình để điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời bản thân cũng tự học hỏi, sống gương mẫu để giáo dục con cháu chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Để hòa thuận ý, là phải biết thông cảm và chia sẻ. Những công việc ở nhà thì là mình phải tự sắp xếp làm, bảo ban các cháu học hành. Trong hội phụ nữ ai mà khó khăn thì là cô ấy giúp đỡ. Cô ấy hài hòa với mọi người lắm, mà mọi người quý cô ấy lắm. Không được may mắn như nhiều chị em phụ nữ khác, chồng mất sớm, một mình bà Nguyễn Thị Với tần tảo chăm sóc bố mẹ chồng, chăm nom 3 cháu nhỏ để các con yên tâm đi làm. Bà chia sẻ, gia đình 4 thế hệ với 8 người, để có cuộc sống chung, hòa thuận trong gia đình thật không dễ dàng. Bởi mỗi thế hệ có một khoảng cách tuổi tác cách nhau vài chục năm, từ đó có sự khác biệt nhất định về tư tưởng, về lối sống, quan điểm. Do đó sẽ không tránh khỏi những va chạm bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, bà luôn là người cởi mở, dạy bảo các con, các cháu đoàn kết, hài hòa, giúp đỡ lẫn nhau cùng vươn lên trong cuộc sống. Nhà em thì mẹ con như là mẹ đẻ mấy con gái thôi, chứ chưa bao giờ có cái cảnh là mẹ chồng với nàng dâu. Mẹ con thì cứ có gì là nói chuyện, có gì là tâm sự. Đây chỉ là hai trong số nhiều gia đình, 4 thế hệ cùng chung sống, giữ được sự chan hòa, đầm ấm, hạnh phúc. Cùng với sự nỗ lực của bản thân, chị em rất cần sự ủng hộ từ gia đình, xã hội, giúp cho chị em vươn lên luôn xứng đáng với phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, từ đó từng bước nâng cao vị thế của mình để đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Phụ nữ Hưng Yên thời đại mới hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Phụ nữ Hưng Yên thời đại mới phát sóng vào tháng 7 năm 2023.